Phí trường phòng tao phải bắt người đau khổ suốt đời. Dừng tay. Thanh vô tôi gan, dám hiếp thầy nữ. Phật gia ta hôm nay phải thay trời hành đạo. Tôn Ngộ Không, chuyện của Bổn Ngu liên quan gì tới ngươi chứ? Phật gia ta bảo vệ sư phụ đi thỉnh kinh thì ngươi cản trở hoài, bị thương một cũng dám nhảy xuống đi chơi. Hôm nay ta phải trả cho ngươi một trận mới được. Yêu quái, trên nương. Trên nương, đẹp có sao chứ? Đẹp có sao không? Mau đưa nương tử đi đi, để thanh vô này để ta thu phục cho. Đúng rồi đó, mà cứ phụ nhân, đi thôi. Đi vào. Tuyên Sơn Giáp, muốn cứu người hả? Đâu có dễ dàng vậy. Tề Thiên Đại Thánh đang ở trọng, ngươi đừng có làm bậy đó. Tề Thiên Đại Thánh, ta phải bắt hai cô trước đã. Đứng lên đi. Tôn Ngộ Không, cho người nếm thử trọng dung cao của ta. Dòng kim cang của ngươi lợi hại hơn kim cô bóng của ta. Bây giờ ta cho ngươi tự tự lưỡng thủ. Nhanh lên. Đi, nhanh lên. Nè, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nếu đi chậm như vậy, cô sẽ mất mạng đó. Sao ngươi lại gấp như vậy chứ? Không phải ngươi sợ Tề Thiên Đại Thánh đó đuổi theo, gỡ xương yêu của ngươi ra hay sao chứ? Cô nói cái gì chứ? Nếu như ngươi có gan, quay trở về, đánh nhau một trận với Phật gia đi. Nếu cô chịu năn nỉ ta, ta cũng có thể suy nghĩ lại. Bây giờ đừng hòng ta thả hai cô ra. Đi đi, nếu không ta đánh chết hai cô đó. Nè, ngươi thả cổ ra đi, ta sẽ đi theo ngươi. Cô coi ta là đồ ngốc sao, hả? Người không phải là đồ ngốc, nhưng mà người giúp người xấu. Mau thả cô ra đi. Thả cô hả? Cô có biết ta bắt cô để làm thế tử của Thanh Ngưu đại ca ta không? Tại sao tôi không thể thế cổ chứ? Ta không ngờ cô nương đây cũng có nghĩa khí đó. Dĩ nhiên rồi. Ngươi tưởng chỉ có đàn ông mấy người mới như vậy thôi sao? Ta quên nữa, ngươi đâu phải là đàn ông, ngươi là yêu. Được, ta sẽ thả cổ đi. Cô đi đi, nhanh lên, đi đi, nhanh lên. Đi đi mà, nhanh lên. Đi đi. Đi đi, nhanh lên. Nhanh lên. Trời ơi, đi xa như vậy ta mệt lắm rồi. Nghỉ chân một chút đi có được hay không vậy? Cô đừng có làm bộ làm tịch với ta đó. Đi, ngươi muốn đi đâu chứ? Con sông này đâu có thuyền đâu. Muốn thuyền thì quá dễ dàng rồi. Sợ rồi hả? Ta biết phép thuật đó. Nè, sao ngươi kỳ lạ vậy? Sao lại chèo như vậy chứ? Người ta phải đứng lên chèo mới nhanh. Liên quan gì cô? Im đi. Nè, đừng có lắc mà. Nha. Ta phải làm ngươi té xuống nước mới được. Nha đồng chết tiệt. Cứu ta với. Nè, nè, ngươi đừng có giải chết đó. Niệm tình lúc nãy ngươi có chút nhân tính. Làm anh hùng gì chứ? Ác xì thì cứ ác xì đi.
Ta tưởng chỉ có đàn ông mới sĩ diện thôi, thì ra yêu nam nhân ngươi cũng sĩ diện như vậy sao? Đa tạ cô, ta mà sĩ diện thì đâu có đa tạ cô chứ. Ta còn tưởng là ngươi chỉ biết nói xin lỗi thôi chứ, thì ra đến đa tạ cũng biết nói nữa. Không uổng công ta đã cứu ngươi lên. Vậy sau này ngươi đừng có làm chuyện xấu nữa đó. Làm chuyện xấu phải đợi tới sau này sao? Ha, con người của ngươi thật ra cũng đâu có xấu xa lắm đâu. Tại sao phải kết huynh đệ với Thanh Ngưu để làm chuyện xấu chứ? Thật ra yêu quái cũng có thể tu luyện thành tiên mà. Ngươi có biết hay không vậy? Thành tiên? Đúng vậy. Đại ca Thanh Ngưu của ngươi hãy thấy phụ nữ là hai mắt sáng lên. Hèn gì gọi là Thanh Ngưu, hắn còn là một con súc sinh không có nhân tính. Ngươi làm chuyện xấu chung với hắn, ngươi sẽ bị quả báo. Còn nữa, nữ nhi quan trọng nhất chính là trinh tiết. Làm mất trinh tiết người ta có phải đáng chết không? Theo ta thấy, phải chặt Thanh Ngưu ra 10 khúc, 8 khúc. Cô muốn chặt ta ra 8 khúc hay là 10 khúc đây hả? Là ngươi, Thanh Ngưu. À, đại ca, cô đừng làm hại cổ, lúc nãy cổ đã cứu đệ đó. Bà Tám kia, hại ta bị mất vũ khí lại thả mỹ nhân đi mất. Hãy coi ta đối phó với cô như thế nào. Đại ca, nghe tiểu lão đệ. Đại ca anh bạn, đã lâu rồi không gặp. Hả? Đồng tử Chân Châu. Ta không phải là đồng tử Chân Châu, ta là Hán Trung Ly. Ngươi đừng có sợ, ta sẽ đưa ngươi về nhà cho. Hả? Đồng tử Chân Châu. Hả? Hai tên yêu quái này, tác quái tác quái. Bây giờ còn muốn chạy nữa sao? Để coi hôm nay ta xử lý các ngươi thế nào. Thả ta ra. Ngoan ngoãn theo ta lên trời đi. Trung Ly huynh, xuyên sơn giáp ở đâu vậy? Là để tên súc sinh này chạy mất rồi. Mở đi, chỉ cần bắt được Thanh Ngưu này thì có thể ăn nói với Thái Thượng Lão Quân là được rồi. Ủa, Hà Tiên Cô đâu rồi? Thiện tai. Thiện tai, thiện tai. Hà Tiên Cô, con xả thân cứu người, ngay cả kẻ thù con cũng chịu cứu, công đức đã thành, tâm địa Bồ Tát tạo hóa thành tiên. Thật là đáng mừng. Lẽ ra người đời phải có lòng từ bi, không phân bạn ta. Thiện tai, thiện tai. Đa tạ Quan Thế Âm Bồ Tát. Không cần ngưỡng mộ đâu, với tiền cốt của người, chỉ cần ngươi chịu thành tâm học đạo vài ba năm thôi, ngươi cũng có thể hóa thành tiên mà. Hà Tiên Cô dưới sự chỉ dẫn của Quan Thế Âm Bồ Tát, cô đã khai khiếu, hiểu được bản thân mình đã khai quá vạn kiếp, cô đã xả thân cứu người, do đó đắc đạo thành tiên, nên cô cũng bay lên trời nhập vô hàng ngũ tiên giới. Bổn Đơn Tiên Tử, ta biết thiên đình lạnh lẽo, thiên quy nghiêm ngặt,
Nhưng mà cô hà tất phải làm như vậy? Cô hãy nghe ta nói đi. Còn có gì để nói nữa chứ? Có phải ngài vẫn còn thích ta không? Cô phải biết Thiên Quy trước sau vẫn là Thiên Quy. Ta biết lòng dạ cô lương thiện, nhưng mà ta vẫn phải khuyên cô nên thức tỉnh lại đi. Rốt cuộc các thượng tiên như ngài muốn tôi phải làm sao? Ta thích ngài, ngài nói ta phạm thiên điều, được, ta chấp nhận. Ta hy sinh bản thân để cứu Trinh Nương, ngài lại không cho ta cứu. Ngài không cảm thấy ngài quá đáng lắm hay sao? Sao cô lại cố chấp như vậy chứ? Tình trong lòng cô thật sự quan trọng như vậy sao? Cô có biết không, thế gian ngoài chữ tình ra còn có tình cảm nào cao quý hơn nữa đó? Những điều này toàn là ngài nói thôi. Trên thế gian thứ quan trọng nhất là chữ tình, nếu không làm sao có thất tình lục dục chứ? Cô nghĩ rằng tất cả người phàm đều giống như cô nói, xem trọng chữ tình nhất đúng sao? Vậy là tình yêu ngưỡng mộ trong lòng, là tình cảm phó thác chung thân, hơn nữa là thứ tình mà ngài không thể hiểu được. Cô quá ngây thơ rồi. Trong hồng trần có vô số người, cũng có người đã không trọng tình mà. Không đâu, nếu trên đời này không có chữ tình, không trọng tình, mẫu đơn tiên tử ta sẽ quay về thiên đình ngay lập tức, khổ tâm tu luyện. Từ nay không động lòng phàm nữa. Cô nói thật không? Tiên vô hí ngôn. Cô quên rồi sao? Phí Trường Phong chính là một ví dụ đó. Đúng, hắn thô lỗ, tính khí nóng nảy, bề ngoài như vô tình, nhưng mà ngài không nhìn thấy sau đó hai người họ đã ân ái như thế nào. Tại sao ta phải ép Linh Châu ra để cứu họ? Ta không phải nhất thời nông nổi, ngay cả người câm cũng có người thương. Ta thực sự đã bị chân tình của họ làm cảm động rồi. Cô cảm thấy họ làm như vậy chính là chữ tình trong chân tình, tình yêu, suy tình mà cô nói, có phải không? Ai giống ngài chứ, chữ tình trong vô tình. Cô dám cược với ta không? Tạo hóa thành tiên, con người thực sự có thể thành tiên sao? Cứu mẹ Trường Phong, cứu mẹ với. Con tới cứu mẹ. Trường Phong, cứu mẹ với. Hiếu cảm động trời, tình như gió thoảng. Người phàm mà ta nói chính là như vậy đó. Ta cho cô thêm một cơ hội nữa. Nếu cô không chịu thua, ta sẽ lập tức lên thiên đình bẩm báo cho Dương Mẫu nương nương. Tình cảnh này làm sao ta còn không chịu thua được chứ? Ngài yên tâm, mẫu đơn này tuy là tiểu tiên, những gì ta làm ra ta sẽ chịu. Quả ở trên đời đều đen như nhau, đàn ông ở trên đời đều bạc tình. Mẫu đơn tiên tử, sau này ta không những không nhắc tới chữ tình nữa, ta cũng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt Đông Hoa thượng tiên. Nhất nhập thâm cung lý, vô do đắc kiến xuân, đề thi qua diệp thượng, ký giữ tiếp lưu nhân. Xin mấy canh giờ rồi sao còn chưa ra đời nữa? Lão gia yên tâm đi, chắc chắn sắp sinh rồi. Ê, xem ra sư phụ ta sắp ra đời rồi đó. Huynh đừng có vui mừng quá sớm. Nè, hắn muốn thành tiên ít ra cũng phải đợi 20 năm đó. Ừ, chỉ cần hắn có tiên cốt có lòng không sợ muộn đâu. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, là công tử đó. Là con trai à? Ô, trả ơn trời đất. Ừ, nên đặt tên gì đây ta? Lữ Động Tân. Lữ Động Tân, hay lắm. Cửu Thiên Quyền Nữ quả nhiên đã dạy ra một đồ đệ thật tốt.
bình thân. Tạ Dương Mẫu. Hà Tiên Cô, tuy bây giờ công đức của con đã tròn, nhưng mà vẫn chưa thể quy vị được. Thế chứ Tiên Cô ngu muội, nếu như Tiên Cô đã thành tiên, tại sao còn chưa thể quy vị chứ? Con là thiên mệnh sở quy, một tiên trong thượng động bát tiên. Sau này đợi bát tiên quy vị xong, trảm yêu trừ ma, cứu giảng thương sinh thì phải nhờ bát tiên tụi con rồi. Dương Mẫu coi trọng, Tiên Cô thề nguyện, coi trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Tốt lắm. Nếu trên trời có nhiều tiên nữ giống như con, vậy thì tốt quá. Mẫu đơn. Mẫu đơn. À, Dương Mẫu có mẫu đơn. Con nghe đây, Hà Tiên Cô vừa mới lên tiên giới, trên trời còn rất nhiều quy tắc mà cổ không hiểu, con phụ trách dạy cho cổ. Sau này hai con sẽ xưng nhau bằng tỷ muội, con phải chiếu cố cổ. Mẫu đơn nhận chỉ. Tạ Dương Mẫu. Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc nãy muội đã tham kiến Ngọc Hoàng Đại Đế, tiếp theo lại tham kiến Dương Mẫu nương nương, còn Thái Thượng Lão Quân, còn thượng tiên nào muội chưa tham kiến nữa? Ngày tháng còn dài, muội không cần phải gấp vậy đâu. Ngọc Đế thì hơi nghiêm túc, nhưng mà muội không ngờ Dương Mẫu nương nương lại hiền từ đến như vậy. Tất cả tiên nữ ở đây đều do người quản đó. Ha, muội biết rồi. Chút nữa người muội phải tham kiến chắc chắn là Phật Tổ Như Lai và Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật Tổ Như Lai và Quan Thế Âm, một người ở Lôi Âm Tự, một người ở Tử Trúc Lâm, chuyên tâm tu luyện, không phải muội nó muốn gặp là gặp được đâu. Tỷ không trách muội nhiều chuyện chứ, tỷ biết đó, muội mới lên thiên đình có rất nhiều thứ đều không biết rõ. Lúc tỷ mới lên đây, tỷ còn hỏi nhiều hơn muội nữa đó. Thật không? Muội còn lo trên trời sẽ rất lạnh lẽo, bây giờ có tỷ chơi với muội, muội vui quá đi. À đúng rồi, là thật đó mẫu đơn tỷ, có phải muội chưa quy vị cho nên không tính được không? Muội muốn tính cái gì? Muội muốn tính thử coi có phải Trương Quả Lão đang ở trên trời không, bởi vì ông ấy thành tiên trước muội mà. Mỗi thần tiên đều có thể bấm quẻ để đoán thử hết, đoán ra chuyện nhân gian và quỷ giới, nhưng mà thần tiên không thể đoán được thần tiên đâu. Thần tiên không thể đoán thần tiên. Mỗi một thần tiên đều có đại pháp che mắt, giống như Trương Quả Lão, Hán Chung Ly và Thiết Quải Lý, họ đều không thể đoán được trong lòng muội đang nghĩ gì, cũng không thể đoán được sau này xảy ra chuyện gì, trừ khi pháp luật của họ cao hơn muội 2 lần. Muội đã hiểu rồi, đa tạ mẫu đơn chỉ điểm. Trương Quả Lão, Hán Chung Ly và Thiết Quải Lý mà muội nói, họ đều xuất thân từ môn hạ của Thái Thượng Lão Quân, và họ thường đi lại ở đây lắm. Vậy thì tốt quá, Trương Quả Lão nhìn thấy muội chắc chắn sẽ rất là vui. Ẩn đi. Hả? Tại sao lại như vậy chứ? Biến lại lần nữa coi. Ẩn đi. Ê, sao còn lại đôi chân gì nè? Ây trời, ây da. Làm sao mà biến chân đi? Luyện thuật ẩn thân mà cũng lâu như vậy nữa. Sư phụ. Sư phụ à, sư phụ giúp con đi sư phụ. Tức chết người là đúng rồi đó. Chúng ta không để ý một cái thì đã để người độ hắn lên thiên giới rồi. Lam Thái Hòa bị thương, muốn cứu mạng của hắn dĩ nhiên cần phải cho hắn một chút nguyên khí rồi. Nè, không phải cho hắn nguyên khí mà là cho cổ 500 năm công lực đó, để đúng cho rồi. Hắn lên trời sớm hơn Phí Trường Phong. Đó, lẽ ra là ta thắng đó, Hà Tiên Cô phải lên trời sớm hơn chứ, người đúng là ăn gian mà. Ông qua đây sao, ta có tha tâm trí, ta biết ông đang chửi ta khỉ độc chết tiệt có đúng không? Ê, sư phụ, tha tâm trí là gì vậy, con muốn học đó. Nhà học thuật ẩn thân của mình đi, đừng hỏi nhiều nữa. Hắn Trung Ly à, quên coi bản tính của đại tử hắn kìa, để hắn thắng cũng đâu có sao đâu. Không có tiền cốt, con đường tu luyện sẽ dài lắm nha. Mấy ông thua rồi, đừng nói lung tung nữa. Kiếp trước của Lam Thái Hòa là Xích Cước Đại Tiên, cổ đã có tiền cốt từ lâu rồi, cổ sinh ra để làm thần tiên là chuyện dĩ nhiên thôi. Trời ơi, Tôn Ngộ Không, ta nói ngươi cứ thẳng thắn thừa nhận đi. Năm xưa khi ngươi bị Thái Thượng Lão Quân nhốt trong lò luyện đơn, là Xích Cước Đại Tiên này có ơn cứu mạng đối với ngươi, cho nên ngươi mới giúp cổ luyện tiên, có phải vậy không? Đây là thiện nhân cổ đã tu được từ kiếp trước, bây giờ cổ có được thiện quả cũng rất hợp lẽ trời mà. Sao hả? Mấy ông không phải không? Ê, ngươi đừng có kích động như vậy, coi chừng đập bể dĩa đồ chai của ta. Quả Lão.
Tiên cô, tiên cô cũng lên đây hả? Ông coi ông kìa, không giống tiên gì hết. Tiên cô, họ nói chuyện như vậy không đó? Từ từ cô sẽ quen thôi mà. Ủa, tại sao cô còn lên đây sớm hơn tôi nữa? Đâu cũng tại con khỉ đột đó đó. Ê nè nè, hắn chung đi, hắn chung đi. Có chờ có chịu nha. Nè 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 nè, cô cứ mặc kệ họ đi. Sau khi cô lên đây á, ta với cô có thể nấu đồ tiên ngon để mà ăn rồi đó. Trời ơi, Quỳnh tham ăn quá đi. Suốt ngày chỉ lo ăn uống thôi. Đừng quên là chúng ta còn đại nghiệp trảm yêu trừ ma nữa đó. Tao biết chứ, nhưng mà phải ăn no thì võ công mới luyện được tốt chứ. Nhưng mà bây giờ bắt tiên chúng ta vẫn chưa có đủ mà. Ê, con nhớ Dương Mẫu đã nói với con, chúng ta là bát tiên thượng động, mà bây giờ chúng ta chỉ có ngũ tiên, ba tiên còn lại đâu rồi? Đúng đó. Để tính thời gian đã, chúng ta đã uống rượu xong, thái hòa học thuật ẩn thân xong, chúng tôi cãi nhau xong, cô tới đây xong, chúng ta nói chuyện xong, Lữ Động Tân có lẽ cũng đã lớn rồi. Lữ Động Tân, mấy ông nói mặt mũi của hắn ra sao? Liệu có giống Đông Hoa cái mặt dài sọc vậy không hả? Cần gì phải nói, ta là Lữ Động Tân. Không phải đâu, Lữ Động Tân ơi, Lữ Động Tân, ta là Lữ Động Tân. Chết rồi, con mới lên đây thì đã giống y chang như mấy vị rồi. Không biết con ra ngoài rồi, Mẫu Đơn Tiên Tử còn ngó ngàng gì tới con hay không nữa? Cô tưởng Mẫu Đơn Tiên Tử sợ chúng ta ồn mới không tới đây sao? Cô chỉ sợ tức cảnh sinh tình thôi. Ê, Phật gia, hình như người biết cái gì thì phải. Tại sao lại tức cảnh sinh tình chứ? Phật gia ta không biết cái gì hết đó. Thật sao? Miệng của Phật gia ta là kín nhất. Nè, ăn đồ chai đi. Ăn đi. Không có vui gì hết. Không nói thì thôi vậy. Nè, không phải như vậy chứ. Không chơi thiệt hả? Lẽ ra ta còn định cá Liễu Động Tân với Hán Trung Ly nữa đó. Ta đang đợi câu này của ngươi đó, muốn cá cái gì? Không biết bây giờ Liễu Động Tân đã biến đổi ra sao rồi. Ủa? Nhìn kìa, Liễu Động Tân nhảy thất tình tháp kìa. Ê trời ơi, Liễu Động Tân không đậu cử nhân, muốn nhảy tháp tự tử đó. Tất cả mọi người đều tưởng công tử nhất định sẽ đậu trạng nguyên, bây giờ ngay cả tiến sĩ cũng không đậu nữa, chắc chắn đã kích rất lớn. Không phải tự tử, nhưng mà công tử leo cao như vậy á, uống sai rồi bất cẩn té xuống á, chắc chắn sẽ chết đó. Tại sao Liễu công tử muốn nhảy tháp vậy? Đúng rồi. Đi đi. Vậy hả? Xin tại Nho Gia gặp Thái Bình, Quyền Anh trọng đệ bố y khinh. Trời ơi. Trời ơi, sợ hãi quá. Giữa gì? Quy năng thế thượng tranh danh lợi, dục sự thiên hoàng thượng Ngọc Thanh. Hay quá. Tôi đã nói rồi, Lữ công tử chỉ uống rượu làm thơ thôi, chứ đâu phải là tự tử. Lữ công tử quả là văn thơ xuất chúng. Lần này thì rớt, lần sau thì lại thôi, phải không? Uống rượu làm thơ, đời người mấy khi. Trời ơi, cái chỗ này làm sao ở được đây hả? Ê trời ơi, Thiết Quải huynh khoan đóng vội đã, coi ta nè. Ta đúng là khác hẳn đó nghe. Lưu thủy trường trường, điểu ngữ hoa thơm. Đúng rồi, vậy mới phải chứ. Tốt thì tốt rồi, tốt lắm. Nhưng mà bây giờ ta đói bụng rồi nè, ở đây không có cái gì ăn hết à, thiệt tình. Trời ơi, Quả lão, ông không cần phải lo, nhìn đây. Hả? Trời ơi, tốt quá rồi. Thức ăn ngon quá à, ta thích lắm đó nha. Ông thích thì ăn nhanh lên. Vậy ta không khách sáo à. Có đồ ăn ngon hả? Có đồ ăn ngon làm sao thiếu phận của Phật gia ta chứ. Không phải ông đói tới bụng kêu cả lên rồi chứ. Không phải ta mà. Không phải là ông sao? Hả?
Đột nhiên ta nhớ ra trước kia có một câu chuyện. Cái này gọi là người lười ăn bánh đó. Thái Hòa mới ngủ, bạn Tiên đã cười hì, bánh lớn treo trước ngực, ăn cho no bụng rồi đi ngủ. Nè, mọi người chơi cũng đủ rồi, ăn cũng đủ rồi, phải bàn chuyện chính đáng rồi đó. Đúng đó, có Thiết Quải Huynh ở đây làm sao chúng tôi dám giỡn được chứ. Ăn đi, là ông làm chuyện chính đáng, chúng tôi khoanh tay đứng nhìn đó. Nè, nói lại Lữ Động Tân, từ trong thơ của hắn cho thấy hắn vẫn coi trọng công danh lắm đó. Muốn độ hắn không dễ đâu. Tọa ngọa thường quê, tử tử nhất hồ, bất giáo sông nhãn thức hoàng đô, càng khôn hứa đại vô danh tánh, sơ tán nhân gian nhất trượng phu. Hay cho một câu sơ tán nhân gian nhất trượng phu, thơ của tiên sinh hay lắm, quả là ý cảnh bay bổng, khí phái vô cùng. Không dám, nếu các hạ đã có hứng thú với thơ tự của tại hạ, thì cũng ngâm một hai bài góp vui đi. Đúng đó công tử à, hiếm khi mọi người có hứng như vậy đó. Các hạ nhất định là người có chí lớn, vậy hãy nói thử ý chí của các hạ bằng thơ đi. Xin tại Nho Gia gặp Thái Bình, quyền anh trọng đệ bố y khinh, thùy năng thế thượng tranh danh lợi, dục sự thiên hoàng thượng ngọc thanh. Hay lắm. Hay cho câu dục sự thiên hoàng thượng ngọc thanh. Các hạ nhất định là Lữ Động Tân rồi. Nè, sao tiên sinh lại biết tôi là Lữ Động Tân vậy? Lữ Động Tân thi rớt khoa cử, uống say nhảy thức tình thám, người cả thành ai mà không biết, ngày đến con nít 3 tuổi còn biết nữa là. Nói ra đúng là hổ thẹn mà. Xem ra hôm nay không uống 3 chung cho thỏa thích không được rồi. Được. Ly thứ nhất, công tử cho rằng mình bị thi rớt khoa cử đèn tối. Xin mời các vị tiên hữu. Xem ra phải nằm mơ thật rồi. Hey, thằng con mẹ rồi, mẹ qua đây. Xinh quá, chắc đi. Muốn quá, tiếp ta đi ha, được không? Phải đó, mua giày tiếp đi. Làm gì vậy? Cô đương này bản thân chung mày đã đáng thương lắm rồi, tôi ngươi còn muốn lợi dụng cũ nữa. Tôi ngươi còn không xéo đi, đừng trách Lữ Động Tân này không khách sáo đó. Lữ Động Tân, đi thôi, thôi. Cô đương, số ngân lượng này cô cầm lấy đi. Thì ra, ngài chính là Lữ Thiện Nhân. Tiểu nữ tạ Tố Nữ, đa tạ ân công. Nè, cô nương, hãy đứng dậy đi. Cô nương không cần phải nhiều lời như vậy, hậu sự của mẹ cô quan trọng hơn. Đại ân đại đức của công tử, suốt đời này tiểu nữ không thể nào quên. Đợi tiểu nữ lo xong hậu sự, nhất định sẽ tới Lữ phủ để làm nô tỳ suốt đời cho ân công, nghe lời sai khiến. Tuyết rơi rồi, ngài khoác áo bào vô đi, coi chừng bị cảm lạnh. Tại sao họ không chuẩn bị lò than vậy? Công tử học ngày học đêm, nếu như bị cảm lạnh thì phải làm sao đây? Quan quan thư cư tại Hà Chi Châu.
yếu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Chúc mừng. Tướng gia tôi, tướng gia tôi. Học trò bãi kiến ân sư. Học trò không cần đa lễ. Cha. Tố nữ, cha tìm con vất vả lắm đó. Cha, tố nữ nhớ cha lắm. Thật không ngờ ân sư lại là cha của cô. May nhờ có công tử, nếu không, e là tố nữ không còn cơ hội gặp lại cha nữa rồi. Tiểu nữ được môn sinh chiếu cố, vô cùng cảm kích. Ân sư quá lời rồi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lữ Động Tân à, Lữ Động Tân, sau đây chỉ còn lại mỗi một mình ngươi thôi. Tham kiến công tử. Nàng đã là thiên kim của tướng gia rồi, sao còn kêu ta là công tử? Kêu gì cũng được. Hôm nay muội tới là để cáo biệt huynh. Muội phải đi nhanh như vậy sao? Khoảng thời gian này cũng may nhờ có công tử chiếu cố, đại ân đại đức này tiểu nữ không thể đền đáp. Ngọc bội này tặng cho huynh đó. Ngọc bội? Sao vậy? Cha muội không có nói với huynh sao? Công tử thông minh như vậy, có lẽ cũng đoán ra được. Ngọc bội đính ước. Cha của muội đã đem tố nữ hứa gả cho công tử. Ta hiểu rồi. Đây gọi là đại tiểu đăng khoa. Hảo kiếm pháp, quả nhiên có phong cách của cha năm xưa. Con giỏi thật đó. Cha, có phải con giỏi thật không đó? Con đó hả? Lúc cha nhỏ hơn con 2 tuổi thì đã gặp được Quả Long chân nhân, người truyền cho cha Thiên Đôn kiếm pháp. Bắt đầu từ lúc đó, cha đã phò bần cứu thế, hành hiệp trượng nghĩa rồi. Coi hai cha con nói chuyện với nhau hợp chưa kìa. Phụng Nhi, hôm nay là sinh thần của cha con, con mau chúc thọ cho cha đi. Ừ. Phụng Nhi cung chúc cha phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, ước gì được nấy. Hay cho câu ước gì được nấy. Tham kiến hoàng thượng, điện hạ. Hoàng thượng gia đáo, di thần không đang nghênh đón, tội thật đáng chết. Trẫm biết hôm nay là sinh thần của khanh, cho nên cố tình tới chúc mừng đó. Hoàng ân sâu nặng, tà chủ long ân. Thật không ngờ ái khanh trung thành vì nước, còn dạy được một cô con gái thông minh lanh lợi nữa. Trẫm muốn nhận nó làm nghĩa nữ, không biết ý của khanh như thế nào. Được hoàng thượng hậu ái, di thần đúng là vừa mừng vừa lo. Phụng Nhi, con không mau bái tạ hoàng thượng đi con. Phụng Nhi bái kiến phụ hoàng. Trẫm sẽ phong con làm Thường Lạc công chúa. Ái khanh, sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Tà chủ long ân. Nè nè nè, mau tham kiến hoàng huynh của con đi. Hoàng thượng, tên xuất sinh này, hoàng thượng đã lớn tuổi như vậy rồi, đã sắp nhường ngôi cho ngươi rồi, ngươi còn dám giết cha xóa ngôi nữa sao? Đúng là quá đáng. Lữ Đồng Tân to gan dám biệt thị trẫm sao? Ngươi đại nghịch bất đạo, mọi người đều có thể chửi ngươi. Ngươi im đi, chính mắt ta nhìn thấy ngươi giết hoàng thượng mà. Nhật phụ đại nhân, ta không có tiểu tế như ngươi. Lúc đầu vì ta đã nhìn lầm ngươi, nên mới gả con gái cho tên phản tặc như ngươi đó. Dạ dạ. Đừng có gọi ta, ta không có con gái với cháu ngoại như hai ngươi. Trời ơi, trên đời này thật sự không có lẽ trời nữa sao? Vì vinh hoa phú quý, vì tự bảo vệ, thật sự không có tình thân nữa sao? Đừng có nói nhiều nữa, cản cho ta. Nếu đại nhân, quân muốn ngài chết, ngài không thể không chết. Xin đắc tội.
chẳng lẽ phú quý chỉ tồn tại trong phút chốc thôi sao? Rượu hoàng lương chưa chín, nhất mộng đáo hòa tế. Thì ra mình đang nằm mơ sao? Đời người chỉ có mấy chục năm, có được cái gì cũng đừng có quá vui mừng, mất đi cái gì cũng đừng có quá đau buồn. Ê, rượu hoàng lương còn chưa ấm nữa mà. Chẳng lẽ có được công danh lợi lộc với ân sủng của hoàng thượng chẳng qua đều chỉ là mơ thôi sao? Không những chỉ là một giấc mơ, cho dù có được rồi cũng chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi. Nếu quan trường đã đen tối như vậy rồi thì đời người còn có kỳ vọng gì nữa chứ? Nếu như quan đạo khó cầu như vậy thì tu đạo thành tiên đi. Tu đạo có thể thành tiên thật sao? Nhất mộng hoàng lương, đồng tân đã hiểu rồi. Đa tạ sự chỉ giáo của tiên sinh. Thật không hổ danh là Đông Hoa Thượng Tiên, đúng là trí tuệ hơn người á. Đông Hoa Thượng Tiên chẳng lẽ hai vị là chúng tôi thực ra là thần tiên ở trên trời. Không phải mình đang nằm mơ chứ? Thì ra hai vị là thần tiên thật, có lòng muốn giúp cho Động Tân. Đúng vậy, chúng tôi tới độ công tử thành tiên đó. Nếu nói như vậy, bây giờ Động Tân có thể thành tiên ngay lập tức sao? Đâu có dễ như vậy chứ. Năm xưa công tử năm xưa Động Tân thế nào? Ê trời ơi, tóm lại là muốn tu đạo thành tiên phải coi công tử có đủ kiên định không. Râu trắng tóc dài hào quang khắp mặt, giờ nhìn đã biết ngay là tướng hoàng đế rồi. Hey, giả hoàng đế ta thích hợp nhất đó nghe. Hoàng đế có ích gì chứ? Nếu như không phải Hà Tiên Cô con xinh đẹp dịu dàng hiền thục như vậy, có bộ dạng của hiền thê lương mẫu, thì làm sao hắn có thể... Nè, thê thảm nhất là tôi đó, phải nam cải nữ trang. May mà tôi thông minh lanh lợi, nếu không hả, làm sao giả giống y như vậy chứ? Mẹ nói có phải không? Trời nếu không phải ta thay đổi triều đại, ngươi có giả giống cỡ nào cũng vô ích thôi. Bàn hắn tội chết, như vậy hắn mới tỉnh ngộ ra được đó. Sai rồi. Nhờ nhát dao của ta đó, cuối cùng cũng giúp hắn nhìn thấy quan trường đen tối, từ đó không muốn làm quan nữa. Hắn Chu Ly, tại sao không lên tiếng? Có phải làm coi thường lão tôn ta không hả? Ê trời ơi, mấy người cãi nhau cái gì vậy? Mấy người không thấy ta đang nghĩ đề tài để thách đố Lữ Động Tân hay sao? Ta phải thập thí Lữ Động Tân cái đó. Trời ơi, có cần thiết không vậy? Nè, thử Lữ Động Tân hả? Phật gia ta ba lần đánh Bạch Công Tinh, còn ông thì thập thí Lữ Động Tân. Mấy người cười cái gì vậy? Có gì đáng cười chứ? Mọi người không nhìn thấy mặt ta nghiêm túc như thế nào sao? Hả? Cuối cùng ta đã hiểu được rồi. Làm sư phụ mà tôi có hơi nghiêm khắc một chút, làm người ta ghét một chút, nhưng mà rất có cảm giác thỏa mãn luôn. Xem ra lần này Lữ Động Tân sắp gặp nạn rồi. Là như vậy nè, mọi người không biết sao, trước khi huynh ấy chưa thành tiên đã từng bị Đông Hoa Thượng Tiên phạt đó, cho nên huynh ấy mới có thù không báo phi quân tử. Mọi người cứ việc cười đi, ta biết là mọi người ganh tị ta sắp có một đệ tử tốt. Người đó, người tệ nhất đó, nhận Lam Thái Hòa làm đệ tử, ngay cả thuộc phân thân của người hắn cũng không biết nữa, mất mặt quá đi. Bớt giận đi. Huynh nữa đó, phí trường phòng theo huynh học đạo, hai trang đầu của Đạo Đức Kinh hắn cũng không thèm ngó tới nữa. Ta dám cá là đồ đệ của ta nhất định sẽ thành tiên trước. Hiếu đạo đó, ai kêu phí trường phòng hiếu thảo như vậy chứ, có phải không? Thôi vậy. Diện cớ, toàn là diện cớ thôi. Trời ơi,
vất vả cho con quá. Nếu không phải ba chúng ta đã uống Trường Xuân Hoàng Trường Sinh Bất Lão, e là làm hàng xóm họ sợ, chúng ta cũng đâu cần phải dọn tới nơi hoang vu hẻo lánh như vậy. Những việc nặng nhọc này sẽ có kẻ dưới làm, con không cần phải cực như vậy. Mẹ, quan trọng nhất là có thể tránh được bọn yêu quái kia. Còn nữa, tránh xa cái tên đạo sĩ thúi kia. Đúng rồi đó, thượng tiên đó đúng là có pháp lực, nếu không làm sao chúng ta có thể trường sinh bất lão được. Hài Nhi, coi ra con thật sự có duyên với tiên đạo rồi đó. Mẹ à, bây giờ cuộc sống của Hài Nhi còn vui hơn cả thần tiên nữa. Vừa không cần sợ bọn yêu quái, cũng không cần cầu tiên đạo, càng không bàn đến thế sự. Con chỉ hy vọng ba chúng ta có thể sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, vậy là tốt rồi mẹ. Sư Sơn Giáp, hôm nay ta tới thu phục ngươi đây. Không ngờ Đường Xuyên Sơn Giáp lại biến thành chim sợ cành công. À không, phải là thú rừng mới đúng. Bà Lai, tại sao sỉ nhục ta như vậy chứ? Ngươi đừng hỏi ta là ai. Ngươi chỉ cần biết Thông Thiên Giáo thâm nhập vô mọi ngõ ngách. Chỉ cần ngươi gia nhập Thông Thiên Giáo, ngươi sẽ không phải sợ Thiết Quải Lý nữa. Thông Thiên Giáo gì chứ? Ta không gia nhập đâu. Ta ra. Xuyên Sơn Giáp, sứ giả ma giáo kêu huynh gia nhập Thông Thiên Giáo, tại sao huynh không chịu? Mau thả ta ra. Muốn ta thả huynh ra cũng được thôi, trừ phi huynh nhận lời gia nhập Thông Thiên Giáo của ta ngay lập tức. Ta nhận lời cô thì được rồi. Vậy mới phải chứ. Ta cũng vì huynh mà thôi. Ta sợ Xuân Anh sẽ đối phó huynh, cho nên ta bảo vệ huynh. Người ta không muốn huynh bị tổn thương mà. Huynh thử nghĩ đi, thần tiên trên trời có ai không muốn lấy mạng của huynh chứ. Một Thiết Quải Lý đã làm huynh sợ như vậy rồi, ngay cả nhà của mình cũng không dám về nữa. Chuyện của ta không cần cô lo. Chỉ cần huynh gia nhập vào Thông Thiên Giáo, chỉ có lợi chứ không có hại cho huynh. Ô Hòa kinh thiệt quái lý Pit đồng hòa với Thiết Quải Lý, làm hại mình có hang động cũng không dám trở về. Bây giờ tới Xuân Thủ Tinh cũng tới hiếp mình. Mình không tin, nếu như liều mạng với họ thì mình sẽ thua họ đâu. Tăng cường công lực. Tiểu nhân xâm tinh, để coi người chạy đâu. Tiểu nhân xâm tinh, hôm nay ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Ngươi xong, ta sẽ có thể tăng thêm 100 năm công lực. Thả con ra đi. Ngươi nói ta có thả ngươi ra hay không hả?
không thả con ra. Cứu con với. Tiểu nhân xăm tinh còn cứu có con với. Không có 100 năm công lực đâu. Trời ơi, ta xin ngài, ta xin ngài hãy thả cháu ta ra. Mình đi giở chiêu này nữa. Lần trước cũng như vậy, muốn làm cho đại gia mệt mỏi, hai người mới có cơ hội chạy trốn hả? Lần này hai người sẽ không có cơ hội nữa đâu. Ta sẽ không chạy đâu. Chỉ cần ngài nhận lời, không giết tiểu nhân xăm của ta, ngài ăn ta được rồi. Ăn nó chỉ được 100 năm trong lực thả mà gia thôi. Thả gia gia con ra. Ông thả gia gia con ra. Đừng có ăn gia gia của con mà. Đừng mà. Gia gia. Ta xin ngài tha cho nó đi. Ngài hãy ăn ta đi mà. Gia gia đừng mà. Gia gia. Ăn xong gia gia ta sẽ ăn ngay luôn. Gia gia. Đừng mà. Gia gia. Đừng mà. Gia gia. Gia gia đừng mà. Nghe ồn ào quá, ta sẽ ăn ngươi luôn đi. Lại là tên tiểu nhân thúi nhà ngươi. Chạy đi. Đi mau. Ta có ghi chạy đâu. Đi quái kia, không bằng cầm thú. Hai người ta nhà tan cửa nát. Nếu không phải ta lo cho mẹ ta, ta sẽ học giỏi với đạo trưởng Bả Cước giết chết ngươi. Ngươi nói gì? Ngươi còn dám nhắc tên đạo trưởng Bả Cước nữa. Nếu không phải ngươi đứng ở phía sau khích hắn, hắn cũng đâu có giết ta gấp như vậy chứ. Mau giao tiểu xâm tinh ra. Ngươi đừng có hồng. Đi thôi. Chạy đi yêu quái kỵ nước. Quynh có sao không? Có sao không vậy? Tiểu nhân xâm, đệ không sao chứ? Tay của đệ sao rồi? Nếu đệ không cho Quynh cắn thì Quynh đã chết lâu rồi. Cái gì? Đệ cho ta ăn thịt nhân xâm của đệ sao? Đúng vậy, bây giờ Quynh thấy sao rồi? Đệ đã cứu mạng ta. Hơn nữa, ta còn hồi phục thể lực nữa. Nhưng mà còn tay của đệ. Quynh đừng có đụng vào đệ mà. Thôi được rồi, vậy ta đa tạ tiểu ân công. Tiểu ân công? Đúng vậy, đệ đã cứu mạng của ta. Dĩ nhiên là đệ là tiểu ân công của ta rồi. À, đệ đã cứu Quynh, đệ là tiểu ân công. Quynh cũng đã cứu đệ, vậy Quynh chính là đại ân công rồi. Đa tạ đại ân công. Quang lắm. Được rồi, nhà đệ ở đâu? Ta đưa đệ về nhà. Đệ không có nhà cửa, đệ mất gia gia rồi. Tại sao vậy? Nói cho ta nghe đi. Gia gia đệ bị xuyên sơn giáp ăn mất rồi. Đệ phải đi tìm gia gia. Nè, đệ đừng có đi lung tung nữa. Cô chuẩn bị xuyên sơn giáp bắt đó. Hả? Như vậy đi, đệ theo ta về. Trên đường sẽ lo cho đệ mà. Hôm nay ta phải giết chết ngươi để trả thù cho phu quân của ta. Khoan hạ thổ thể. Nguy hiểm quá. Chẳng lẽ đây là thi thứ 10? Hoàng hạt này từ đâu ra vậy? Hán Trung Ly, Thiết Quại Lý, Hán Trung Ly, Đương Tử. Người đang tu đạo sao có thể vô lễ nói năng lung tung như vậy chứ? Trong mộng hoàng lương, không phải cô chính là nữ tử của ta sao? Mơ là mơ, chẳng lẽ các hạ còn chưa tỉnh sao? Vì cho hỏi ta phải xưng hô cô như thế nào đây? Các hạ có thể gọi ta là Hà Tiên Cô, nhưng tuyệt đối không được gọi ta là nương tử. Lúc để tại hạ mạo phạm, xin cô thứ tội cho. Kẻ không biết không có tội. Không biết các hạ tới đây. Tiên Cô có thể gọi ta là Lữ Động Tân, nhưng tuyệt đối không phải là các hạ. Lữ Động Tân. Không biết Quynh tìm Hán Trung Ly với Thiết Quải Lý có chuyện gì hay không? Báo tin vui đó. Họ đã thử ta hết 10 lần, ta đã hóa giải được hết rồi. Cái gì? Đã thử hết rồi?
huynh vẫn còn một thí, chưa thử mà. Tôn tỷ nào, ta đâu có nhớ lầm. Thí đầu tiên hôm đó, họ làm cho cả nhà của ta mắc bệnh mà chết, sau đó chết đi sống lại, để cho ta trải nghiệm thử thách sinh ly tử biệt. Còn có thí thứ hai, thí thứ ba, hả? Thử thách hành vi và tu dưỡng của ta. Trước tiên ta phải gặp một người mua hàng rắc rối và anh xin ngang tàn. Kết quả, người mua hàng kén cá chọn canh, người ăn mày ngang tàn hóng hách, còn chửi huynh nữa. Huynh đã cười rất tươi, đối đáp lễ phép với họ. Trước mặt mãnh hổ, huynh bất chấp nguy hiểm để cứu dê con. Ác quỷ tới đòi nợ kiếp trước, huynh xử trí thản nhiên. Qua sông trong sóng to gió lớn, cũng không hề lo sợ. Nếu như sợ tới sợ lui, sau đây làm sao cứu người được chứ? Trong thí 7 và thí 8, thái độ của huynh đối với vàng bạc châu báu cũng hoàn toàn ở trong trạng thái rất là thản nhiên. Nếu ta có tham niệm, tham lam quá mức thì sẽ mãi mãi không thỏa mãn, sẽ không bao giờ vui vẻ hết. Hôm đó huynh gặp tên điên bán thuốc, hắn đã nói rất rõ ràng uống vô sẽ bị chết. Tại sao huynh còn thử một cách dứt khoát như vậy? Thực ra ta đã nhận ra từ đầu, vì đầu trưởng đó là do thiết quản lý biến thành mà. Thử thuốc chẳng qua chỉ để chứng tỏ quyết tâm tu luyện của ta thôi mà. Hay cho câu quyết tâm tu luyện, bây giờ tổng cộng 9 thí đã qua rồi. Đang đừng có quên, còn thí thứ 10 hôm nay nữa nha. Đâu có đâu. Huynh nói thử rốt cuộc đã thử huynh cái gì? Thử gan của ta đó. Hôm nay có một bà điên giống như liều bạn muốn giết ta vậy. Bà điên hả? Đâu có đâu. Hơn nữa đã thử gan của huynh rồi mà. Cô nói có lý lắm. Nè, cô nói thí thứ 10 chừng nào thử vậy? Thí này phải đợi, thiên cơ bất khả lộ. Nè nè nè. Ủa, nếu không phải thử mình, vậy bà điên kia là ai vậy? Tại sao bà ấy muốn giết mình? Xuân Anh, mau xin giáo chủ tha tội đi. Bồng giáo chủ thứ tội. Tôi còn nhớ giáo chủ này nữa sao? Giáo chủ thứ tội. Vì tôi gan lắm rồi, ta đã kêu ngươi đừng có đụng tới Lửa Động Tân nữa. Ngươi lại coi lời của ta như gió thoảng bên tai. Giáo chủ Xuân Anh. Giáo chủ, Xuân Anh nóng lòng muốn báo thù, mới nôn nóng đi giết Lửa Động Tân thôi. Thù tinh xin ngài tha cho tỷ ấy đi. Muốn giết Lửa Động Tân cũng được sao? Ta đã nói với ngươi, Lửa Động Tân không phải chết dưới dao dưới kiếm, mà chết dưới chữ tình. Tình kiếp ngàn năm. Lữ Động Tân, ngươi khó mà thoát khỏi kiếp số này. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thử, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường du dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ kiêu. Hai thứ này cô đường, cô không sao chứ? Ân công. Ủa, Thúy Thúy cô nương, khuya như vậy rồi sao cô còn không đi nghỉ đi? Thúy Thúy nhìn thư phòng của công tử còn sáng, cho nên đã pha một ly trà sen cho công tử. Cô hầu hạ ta như vậy ta ngại lắm. Công tử không cần khách sáo. Hôm nay nếu như không phải công tử cứu mạng, Thúy Thúy cô nương, cô đừng có buồn nữa mà. Bây giờ hoàng thượng tuyển phi tần, nếu như không tuân chỉ thì sẽ bị rước họa diệt môn. Tôi nghĩ là hay là tôi chết cho rồi đi. Nè Thúy Thúy cô nương, cô đừng có buồn nữa, việc nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà. Trừ khi có người chịu lấy Thúy Thúy. Chắc chắn có mà, cô đừng có lo. Thúy Thúy cô nương xinh đẹp như tiên, sau này nhất định sẽ có thể tìm được phu quân tốt. Thật sao? Ê, công tử ngồi đi, để tôi lấy trà cho công tử uống nha. Nè, nhanh lên, uống đi, uống đi hết.
xin lỗi nha, để Thúy Thúy lo cho công tử. Thúy Thúy lo cho công tử nha. Nằm xuống đi bà, nằm xuống. Thúy Thúy cô nương, quy lắm rồi, cô đi về đi. Ân công, ngài đừng có nóng giận nữa mà. Nè, bớt giận đi ha. Trời ơi, ướt hết rồi đây nè. Cởi ra đi, để Thúy Thúy giặt giùm cho ngài nha. Cởi ra đi mà, cởi ra đi ha. Cởi ra, Trời ơi, cô làm cái gì vậy? Nè. Tác phong rất là chính phái, hay lắm. Hán Trung Ly ông. Danh sư xuất cao độ mà. Phật gia xem ra ngươi thua ta rồi đó. Sảng khoái sảng khoái. Lúc nãy làm ướt đồ của công tử, để Thúy Thúy lau cho ha. Phá nửa ngày trời thì đã hai vị muốn thử động tân sao hả? Vị này chính là Thúy Thúy cô nương mà. Ê, thì chính là Thúy Thúy cô nương xinh đẹp đó. Có trời có chịu nha. Mát quá mát quá, tức đến nỗi Ngộ Không nóng bừng bừng, mát đến nỗi Hán Trung Ly thoải mái lắm đó. Tiếc là động tân không biết chừng nào mới có thể tu luyện thành tiên nữa đây. Thập thí lữ động tân tới đây là hết rồi. Tham kiến sư phụ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trinh ơi, để giúp tỷ nha. Để thấy tỷ mệt như vậy muốn chọc cho tỷ vui thôi.
trên ngang, đừng khóc nữa. Thiên tai, ngươi chặt nhiều chút như vậy không phải tàn hại thêm mấy sinh linh nữa sao? Sợ tàn hại sinh linh? Vậy thì ngài đừng có ăn rau nữa. Ý của ta là ngươi đã tàn hại súc sinh lương thiện ăn lá trúc đó. Ngươi chặt như vậy là chúng phải nhịn đói rồi. Ngài bớt lo đi, con chỉ làm một cây chèo thôi mà. Hơn nữa mấy cái này đã là trúc già rồi. Ngươi làm cây chèo vất vả như vậy chẳng qua chỉ muốn tránh mặt xương sơn giáp mà thôi. Nhưng mà né tránh đâu phải là cách chứ, cũng đâu thể để mẹ của ngươi và nương tử của ngươi né tránh suốt đời. Nè, ngươi không cần nhăn mặt nhăn mày như vậy đâu. Tại sao phải làm cái chèo cực khổ như vậy? Trước mắt ngươi không phải đã có thành tiên rồi sao? Hả? Đúng rồi. Sao con lại không nghĩ ra? Bây giờ con có thể nhờ đại ca rút chèo này giúp con vượt qua nạn kiếp này. Chuyện gì cũng có nhân quả hết. Ngươi với ta nếu đã có duyên thầy trò, coi như vi sư giúp con sớm ngày tu thành chánh quả đi. Tốt nhất là ngài nên dạy động tiên của mình chuyên tâm tu luyện, suốt ngày lưu luyến phàm trần, coi chừng nó nhiễm phải khí dơ của phàm trần. Không phải là phàm trần bình thường đâu, ta muốn nhiễm phàm trần của ngươi đó. Tốt nhất ngài nên để dành hơi đi về tụng kinh đi. Ngài muốn nhận đồ đệ là chuyện của ngài, chúng ta không có duyên thầy trò đâu. Đời người ngắn ngủi, tất cả chẳng qua chỉ là khói mây thôi. Quan cảnh mấy chục năm chớp mắt sẽ biến mất. Người nghe ta nói đi. Để cho con nói đi. Ngài giống như là đại bàng trên trời vậy đó, còn con á cũng giống như là cá ở dưới nước vậy. Đại bàng không thể hiểu được tự do tung tăng dưới nước đâu. Con cá cũng chưa bao giờ mơ tưởng sẽ bay lên trời xanh biếc. Con chỉ muốn cố gắng hiếu thảo với mẹ con thôi. Đừng nói là mấy chục năm, cho dù mười mấy năm cũng được rồi. Người hà tất phải như vậy chứ. Ta biết người hiếu thảo, nhưng mà bây giờ càng vui vẻ, nhưng sau này chia cắt sẽ càng đau khổ đó nghe. Chia cắt gì chứ? Ta muốn nói, cho dù ngươi rời khỏi chỗ này, cả nhà dọn lên trên nước sống, xuyên sơn giáp chỉ muốn tìm tiểu nhân sâm, sớm muộn cũng tìm ra các ngươi thôi. Ngươi không thích thuộc ẩn thân phải không? Vậy cho ta biết ngươi muốn học cái gì, ta sẽ dạy cho ngươi hả? Con muốn học phép thuật mà ngài không biết đó. Ngài có không hả? Thật ra là ngài không xứng làm sư phụ của con. Ngài đừng mong làm sư phụ của con nữa. Trời ơi, tại sao mình lại đổ cho phía trường phòng chứ, mà không phải là Lữ Động Tân? Chết rồi. Trên nương, sao vậy? Sao nàng nhìn thấy ta lại căng thẳng như vậy? Đây là gì vậy? Cánh buồm. Ta làm cây chèo chỉ có thiết quản lý mới biết thôi. Lẽ ra ta còn định cho nàng một bất ngờ nữa. Ta biết rồi, chúng ta tâm linh tương thông với nhau mà. Tay của nàng sao mà nhiều vết thương dữ vậy? Bị thương như vậy nàng còn nói là không đau sao? Trên nương, nàng xem, nàng có biết đó là gì không? Nàng đoán thử đi. Nàng nhìn sau kia kìa. Để ta làm cho nàng coi. Chính là ngôi sao có sừng trâu đó. Nàng không biết sao? Chính là con trâu đó đó. Nàng nhất định đoán được mà. Nàng suy nghĩ nữa đi. Cưỡi trâu thôi. Đại muốn cưỡi trâu. Đại muốn cưỡi trâu. Để lúc nào cũng nghịch như vậy hết. Cưỡi trâu thôi. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Đi về đó được chưa? Để còn không xuống nữa ta sẽ quăng ngay xuống đất đó. Nhanh lên. Quynh đúng là con trâu ngu ngốc. Liêu liêu. Nàng coi nàng đi. Tiểu nhân xâm tinh đã bị nàng chịu hư rồi đó. Đây là con trâu. Đây là công tử. Đây là cô nương. Đây là ngôi sao. Đây là cái gì? Thì ra là hai người hùa với nhau để ăn hiếp ta hả?
Cái này hả? Cái này ta cũng không biết là cái gì nữa. Trong góc nhỏ, ngón tay đang xen nhau là chữ chức trong dẹp giải, tức là sao Ngưu Lang chức nữ, để hiểu không? Huynh là trâu ngốc lên. Nàng đang chúc phúc cho họ phải không? Nàng đang cầu nguyện cho Ngưu Lang chức nữ, họ có thể sớm ngày đoàn tụ. Nàng chúc phúc cho họ, họ cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta mà. Nè, cho nàng. Tiêu Nhân Sâm, qua đây. Phục rồi, phục rồi, phục sát đất luôn rồi đó. Đã nói làm sư phụ không có đơn giản như vậy rồi. Tóm lại lần này là thất bại triệt để rồi. Ta dám cáo với huynh, làm sư phụ nếu muốn làm tốt, tôi nhận hạng nhì, không có ai dám nhận hạng nhất đâu, biết chưa? Nè. Đừng có nhìn ta như vậy nghe, ta dám cá. Trong lòng của huynh chắc chắn đang muốn kêu ta đi độ tinh phí trường phật thành tiên đúng không? Lên chức sư phụ quả nhiên khác hẳn luôn đó nghe. Chỉ cần chất lượng không cần số lượng, ta có một Lữ Động Tân là đủ rồi. Ta dám cá, huynh không dám thôi. Ta thấy mất hết 60 năm cũng không thể độ cho hắn. Nè, huynh sợ làm mất danh tiếng danh sư của huynh chứ gì? Nói bậy, ta đâu có nghĩ như vậy chứ. Vậy thì dùng chiêu thập thí phí trường phòng đi. Ở chuyện này ôi trời ơi, thời tiết hôm nay nóng thật đó, nóng quá đi. Nè. Ôi trời ơi, tên phí trường phòng đó, nói tới cũng không biết có phải là sâu hôi đầu thai không nữa, tính khí bướng bỉnh quá. Tụi ta thì á, huynh đi tìm người khác đi, khỏi phải tức nữa biết chưa. Huynh cười gì vậy? Không có gì, chỉ là Động Tân không hiểu. Ngay cả con mà sư phụ cũng có thể điểm quá, cứ cứ một phí trường phòng, có gì khó khăn chứ? Ta giả giá cho người đó. Thử thì thử, sợ gì chứ. Đa tạ thần y, đa tạ thần y, đa tạ, đa tạ thần y, đa tạ thần y, đa tạ thần y, đa tạ, đa tạ. Không phải đa tạ đâu, hành y tế thế là trách nhiệm của Động Tân mà. Chuyện trị các chứng nan y, cho dù là câm điếc bẩm sinh hay là bị thương hậu thiên, bao hết bệnh tật không lấy cách nào, bệnh câm cũng chữa trị được. Nếu như không hiệu quả, các hương thân cứ lấy đầu của ta xuống. Vị phu nhân này, trong nhà bà có ai bị bệnh không? Còn vị tiểu huynh đệ này, trong họ hàng bạn bè của huynh có ai bị bắt bệnh đang y về hay không, cứ nói với ta đi. Lạ thiệt, mình đã gặp tên này ở đâu rồi ta? Thì ra là tên đạo sĩ thúi kia. Nè, chuyện chữa cấp chứng bệnh đang y không có lấy tiền đâu. Con nói sao cũng không động lòng, đúng là không đơn giản đâu. Ta còn nghĩ người có lòng dạ sắt đá không có cảm giác nữa chứ. Thì ra huynh cũng biết khát nước sao? Nếu như huynh tới khuyên ta tu đạo, chắc chắn huynh đã phí công tới đây. Nếu như không phải, huynh cũng uổng công tới đây luôn. Bởi vì gần đây không có người đâu. Vậy ta tới đây không bị uổng phí rồi. Bởi vì ta tới đây để chửi người thôi. Chửi một người cố chấp đến nỗi có cơ hội cho nương tử không thể nói chuyện của mình, lên tiếng nói chuyện cũng không chịu. Thật không ngờ người làm đại phu như huynh không những biết chữa bệnh mà còn thích lo chuyện bao đồng nữa. Chẳng lẽ huynh không muốn nương tử của huynh nói chuyện được sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ huynh không muốn nghe nương tử của mình gọi mình một tiếng tướng công không sao? Muốn. Huynh nói dối.
Huynh chỉ sợ ta bắt huynh tu luyện thành tiên thôi, đâu cần nói chuyện trái lương tâm mình chứ. Huynh không tin, ta cũng đâu biết phải huynh làm sao. Huynh cũng đâu cần cố chấp tới nỗi giống như tảng đá đứng yên tại chỗ vậy, cản đường người ta và bản thân cũng lỡ thời cơ. Nhưng mà lúc huynh tiến một bước thì rớt xuống dưới núi, lùi một bước là vượt sâu không đáy, đứng yên bất động không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao? Huynh đừng quên rằng bây giờ không phải huynh không thể lựa chọn đâu nữa. Cần phải lựa chọn chứ. Phía trường phòng số mình đã định sẵn, huynh sẽ là một trong bát tiên rồi, cho dù huynh có tránh né thế nào cũng vô ích thôi. Câu nói này ta đã nghe thiết quản lý nói mấy chục năm rồi, ta đã quen tai rồi. Làm thần tiên có gì không tốt chứ? Vậy làm người phàm có gì không ổn chứ? Thần tiên có thể cứu người tế thế, làm người phàm cũng có thể hành thiện tích đức mà. Tuy cách mà chúng ta dùng khác nhau nhưng mà mục đích đều như nhau thôi. Chẳng lẽ huynh thực sự không muốn Trinh Nương mở miệng nói chuyện sao? Tại sao nhất định phải cho nàng mở miệng nói chuyện? Chẳng lẽ huynh không muốn nghe cổ tâm sự sao? Ta với Trinh Nương tâm linh tương thông mà, rất nhiều chuyện không cần thiết phải nói ra đâu. Ngoài những lời đường mật ra, huynh chưa nghe thì làm sao biết đó là những lời đường mật mà không phải những lời tốt đẹp ngọc ngà? Huynh có biết câu nói thị phi là do miệng lưỡi gây ra không? Một lời nói quan tâm ấm áp cỡ nào huynh đã cảm nhận qua chưa? Vậy một câu nói ác độc tổn thương người ta đến cỡ nào huynh có biết không vậy? Chính bởi vì sự cố chấp của huynh đã làm cho Trinh Nương mất đi cơ hội lên tiếng nói chuyện. Tuy Trinh Nương không thể nói chuyện nhưng mà nàng vui hơn rất nhiều so với những người biết nói chuyện. Tri túc thường lạc không phải sao? Hôm nay huynh muốn ta làm thần tiên, ngày mai muốn ta làm la hán, ngày mốt lại muốn ta làm bồ tát, không phải ta sẽ đau khổ lắm sao? Đạo tu luyện không phải như huynh đã nghĩ đâu, các thần tiên phải một lòng đó. Muốn ta chuyên tâm tu luyện chẳng khác gì khi huynh từ bỏ việc tu luyện, cả hai điều không thể xảy ra, có đúng không? Huynh có tiền cốt, huynh đã được định sẵn là phải tu luyện thành tiên mà. Cá dưới sông mà huynh nhìn thấy lẽ ra đang bơi lội rất là tự do, huynh nhất định bắt chúng phải bay lên trời, không phải huynh đang chống đối với chúng sao? Huynh không phải cá, làm sao huynh biết mấy con cá này không muốn bay lên trời xanh chứ? Huynh không phải Trinh Nương thì làm sao huynh biết Trinh Nương không muốn lên tiếng nói chuyện chứ? Không phải nàng không muốn, mà thực ra không cần thiết. Nếu như huynh không tin, huynh tự đi hỏi Trinh Nương đi. Trường Phong, con cũng thật là đưa khách tới nhà cũng không nói trước với mẹ một tiếng. Mai mà hôm nay lễ thất xảo, mẹ có chuẩn bị một số món ăn, nếu không cơm canh đạm bạc làm sao tiếp người ta được chứ? Bá mẫu khách sáo quá rồi, con với Trường Phong là huynh đệ cùng giàu sinh ra từ năm xưa. Hôm nay con mà mùi tới làm khách nhà bá mẫu, người thấy ngài phải là con mới đúng đó. À phải rồi, mọi người thường tới đón lễ thất xảo lắm sao? Ngưu Lang chức nữ một năm mới gặp nhau một lần, chúng ta đón lễ là muốn cầu cho các cặp thành đôi thành cặp với nhau mà thôi. Huynh có nghĩ Ngưu Lang chức nữ hối hận vì đã vi phạm thiên điều không? Đối với họ mà nói, được làm thần tiên vui hay là làm người phàm sung sướng hả? Điềm vui người phàm. Lạc tại thiên luân, lạc tại thiên luân, thiên luân chi lạc, Ngưu Lang chức nữ, người phàm thần tiên. Nè, tôi còn tưởng là một con gấu lớn nữa chứ, thì ra là một con thỏ trắng lớn ha. Thúc thúc, cho cởi trâu với con đi. Thì thôi, vậy con uống rượu nho ngon như thúc có được không? Không được đâu, không được đâu, con sẽ muốn vợ túy quyền đó. Muốn vợ túy quyền? Muốn vợ túy quyền sao hả? Mình muốn uống rượu sao? Vậy đại hội bàn đào của Dương Mẫu Nương Nương sẽ có rượu ngon cho huynh uống đó. Cô nói đại hội bàn đào của Dương Mẫu Nương Nương ta có thể đi sao? Đúng vậy, không ngờ bây giờ huynh chỉ mới là địa tiên mà cũng được xếp vô danh sách các tiên của đại hội bàn đào. Ta có thể lên thiên đình rồi sao? Cô nhìn kìa, thiên hạ rộng lớn cùng ở dưới chân thôi. Hay gì mọi người đều nói trên trời sướng, thần tiên lạc tiêu dao. Nè nè, huynh đừng có ngó đông ngó tây nữa, coi chừng huynh bị té xuống thì thịt nát xương tan đó. Người phàm thần tiên, phía trường phòng nói làm thần tiên làm người đều có cái vui riêng của nó. Lữ Động Tân này lại thấy làm thần tiên vui hơn đó. Đúng là niềm vui ở trọng tự có niềm vui mà. Đây chính là Nam Thiên Môn sao? Đây chính là cửa bắt buộc phải đi vô thiên đình, chỉ có thần tiên mới có thể đi vô thôi. Chỉ có thần tiên mới có thể vô hả? Đúng vậy, nếu không phải Dương Mẫu Nương Nương ân chuẩn, huynh là địa tiên sẽ không thể tùy tiện ra vô Nam Thiên Môn đâu. Thần tiên đều là do người phàm làm, nhưng mà người phàm chưa chắc đã muốn làm thần tiên. Tu hành không cần hỏi ở đâu, làm người phàm cũng không có lỗi, tại sao lại không được chứ? Huynh đang nói cái gì vậy? Phía trường phòng có thiên luân chi lạc của hắn, Lữ Động Tân ta ở trên trời cũng có niềm vui. Trên trời cũng được, nhân gian cũng được, ở đâu cũng vui. Cái gọi là... mỗi người mỗi vui, thuận theo tự nhiên. Đúng rồi.
Nè, trần gian có phía trường phòng, không muốn tu đạo thành tiên. Còn trên trời lại có mẫu đơn tiên tử, cứ quyến luyến trần gian, muốn làm người phàm luôn. Mẫu đơn tiên tử? Ừ. Mẫu đơn tỷ, mẫu đơn tỷ. Dương mẫu có lệnh dặn tỷ tới đón Lữ Động Tân tới lễ hội ban đào. Nếu Dương mẫu đã có lệnh, huynh đi theo mẫu đơn tỷ tới lễ hội ban đào trước đi, ta sẽ đợi các tiên hữu khác ở đây để cùng tới dự đại hội. Ừ. Xin mời. Mẫu đơn tiên tử. Vô lễ. Sao huynh lại nhìn ta như vậy chứ? Ta chỉ nhớ lại Thúy Thúy kia thôi mà. Nè nói thật nha, hai người giống y như đúc luôn đó. Nhưng mà cổ là do Tô Ngộ Không biến ra để quyến rũ ta thôi. Ý của ta là muốn thử thách ta đó. Chuyện nhỏ thôi mà, ta sẽ không bị mắc bẫy đâu. Đúng đó, dung nhan tầm thường với ta đây, làm sao có thể thử được huynh Lữ Thượng Tiên. Bộ đường tiên tử cô đừng có trách ta, ta không có ý này đâu. Huynh không cần giải thích, đại hội bàn đào đã sắp bắt đầu rồi. Nè cô khoan vội đã, nếu như chúng ta tới sớm như vậy không phải là sư phụ sẽ bị tới trễ sao? Đại La Thần Tiên ở đây, xoay người một cái là mấy chục ngàn dặm rồi, huynh bớt lo đi. Ta đang nói chuyện với huynh đó, huynh có nghe thấy không? Ê, nhìn kìa, cầu treo hỷ thước, đôi tình nhân si tình lưu lan chức nữ lại có thể gặp nhau nữa rồi. Huynh không biết thật hay là biết mà cố ý vi phạm? Tại sao sư phụ của huynh không nói với huynh trên thiên đình không thể nhắc chuyện tình cảm nam nữ, như vậy sẽ phạm thiên điều? Thì ra trên thiên đình có thể nhắc tới chữ tình sao? Ta tà mẫu đơn tiên tử đã nhắc, nếu không Lữ Động Tân đây đã gây ra quả rồi. Đồng Hoa Thượng, không, làm sao Lữ Động Tân lại nhắc tới chữ tình chứ? Huynh có biết thân là thần tiên mà động lòng phàm là vi phạm thiên điều không? Sẽ bị giáng xuống trần chịu nỗi khổ luân hồi, còn nặng hơn bị đánh xuống 18 tầng địa ngục nữa, hay là bị trục khỏi cực của trái đất. Từ nay hồn bay phách tán không thể siêu sinh được. Huynh không xứng nhắc chữ tình. Trời, làm gì dữ vậy? Nè, ta đâu có đắc tội với cô đâu, sao cô dữ quá vậy? Kiếp trước ta có thù với cô sao? Hay lắm, hay lắm. Mẫu đơn múa đẹp quá đi. Nhưng mẫu nương nương quả là biết cách truyền dạy mà. Thuần tử mỹ nhân, tương đắc ít chương. Đông Hoa Thượng Tiên, chuyến đi trần gian này hình như Thượng Tiên đã dính bụi trần, nói năng sao tùy tiện như vậy? Động Tân đạo hạnh còn kém, khó tránh khỏi dễ dính khí đục phàm trần, không thể đem so được, xin Dương mẫu đừng có trách. Thượng Tiên chuyển thế đầu thai, kiếp này phải chịu khổ luân hồi cho bá tánh. Tấm lòng từ bi này có thể coi là tấm gương cho các tiên đó. Không dám, không dám. Dương mẫu nặng lời rồi, Động Tân có tài đức gì đâu. Hơn nữa chuyện kiếp trước Động Tân đã không nhớ nữa rồi. Thượng Tiên không cần khiêm tốn. Mẫu đơn, rót rượu cho Thượng Tiên đi. Dạ, Dương mẫu nương nương. Quá đáng thật. Ta không so đo với cô còn linh mặt với ta nữa. Được, dám nói ta không xứng nhắc chữ tình hả? Dương mẫu nương nương, Động Tân có chuyện này muốn thỉnh giáo người. Hả? Trong số các tiên cơ nhảy múa này, có phải chức nữ cũng ở trong này không? Hôm nay thần nhìn thấy cầu hạc đã xây xong. Nếu như chức nữ ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho Ngưu Lan phải đợi lâu đó. Động Tân uống say rồi, mọi người đừng nghe lời sai của hắn nữa nha. Nè,
ta mới uống có một chung thôi còn tỉnh táo lắm mà. Một năm chỉ được gặp nhau có một lần, một khắc đáng ngàn vàng. Lữ Động Tân, ngươi quan tâm chức nữ lắm sao? Động Tân tự nhủ là một người chí tình lạc lý. Từ nhỏ Động Tân đã nghe kể chuyện tình yêu bi tráng của Ngưu Lang và chức nữ rồi, cho nên thần luôn muốn làm một chút gì đó cho đôi phu thê khổ nạn này. Mọi người mặc kệ hắn đi, hắn uống say rồi, uống say rồi. Nè, nè, quả lão, tiên cô kính huynh một ly. Cạn. Nè, Dương Mẫu, Động Tân có một yêu cầu này. Trời tội nghiệp, dân gian thấy Ngưu Lang chức nữ bi thảm như vậy cũng rất thương họ. Mỗi năm gặp một lần thật sự là ít quá. Hôm nay thần có duyên được gặp Dương Mẫu, không biết Dương Mẫu có thể cho họ một năm gặp nhau hai lần không? Ngày đập tháng 8 đi, trăng tròn người tròn. Nếu gặp nhau mỗi mùng 1 và 15 vậy thì càng tốt đó. Hắn Chung Ly, đệ tử mà ngươi dạy đó sao? Dương Mẫu xin thứ tội, Động Tân à, bớt nói một câu không ai nói là con câm đâu biết chưa. Động Tân nói câu công bằng cũng không được sao? Bãi Yến. Tội lỗi, tội lỗi. Cô của con giúp ta sao? Ai mà dám giúp ngươi chứ? Ta dám cá. Nếu như không phải Dương Mẫu nương nương nghĩ tình lão quân á thì nhất định phạt huynh xuống trần gian làm thằng câm. Thằng câm làm coi như hên lắm rồi. Hey, làm anh hùng cái gì chứ? Ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ để chém đâu. Trời ơi, mọi người đừng có trách hắn nữa. Bản tính con người không phải muốn đổi là đổi được đâu. Quân tử làm việc chỉ mong không thẹn với lòng thôi. Thực ra thần tiên thì phải cứu người mở rộng lòng từ bi chứ, đâu cần phải câu nệ với cái nhìn thế tục chứ. Nhưng mà ngươi cũng đâu cần trăm điều không kiên kỵ chứ. Lúc nãy hành vi của ngươi thật sự là hơi... Ngươi làm mất mặt Duy Sơ quá đi. Bây giờ ngay cả ta cũng không thể giúp được cho huynh rồi, ai kêu huynh tự gây chuyện trước. Nè, ta có sao nói vậy thôi mà. Làm sao ta biết được chư mẫu nương nương đó là giận dữ như vậy chứ? Ta thật sự không hiểu nổi, sao lúc đầu không thử luôn cái miệng của ngươi, từ sáng đến tối cứ tình hoài, thiệt là chán quá đi à. Ta thấy đồ đệ này của huynh không thoát khỏi chữ tình này đâu. Ê, không phải là chữ sắc hay sao? Ấy da, ấy da. Là sắc tiên mới đúng đó. Nói năng lung tung, huynh nghe thấy chưa? Hả, huynh dám gọi ta là nương tử nữa, ta sẽ gọi huynh sắc tiên đó. Nè nè, mọi người làm gì vậy? Được rồi, đừng có nhìn ta như vậy nữa. Mọi người yên tâm đi ăn bằng đào đi, ta đi uống tiêu giao tử của ta vậy, được rồi chứ? Bộ đơn tiên tử, huynh to gan lắm, huynh có thể tùy tiện ra vô Lăng Tiêu Điện sao? Nè, chỗ này cũng đâu phải là chỗ hóng mát của mẫu đơn tiên tử đâu. Ta phụng lệnh Dương Mẫu nương nương thôi, liên quan gì tới huynh chứ? Cô đừng giận dữ như vậy có được không? Ta đâu có đắc tội gì với cô đâu. Tại sao mỗi lần cô gặp ta thì phải chống đối với ta, anh nói lạnh lùng như vậy chứ? Hả? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi chúng ta đã có duyên gặp hai lần rồi. Nếu đã là người có duyên sau này chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại mà. Chẳng lẽ cô muốn chống đối với Lữ Động Tân này suốt đời hay sao? Nếu huynh thích nói tới chuyện tình duyên, huynh xuống trần gian mà nói đi. Ta có thể hiểu được tâm trạng của cô. Thực ra cũng giống như tâm trạng của Phí Trường Phong thôi. Phí Trường Phong? Phí Trường Phong, hắn không muốn thành tiên, còn cô thì khao khát tới trần gian không phải sao? Huynh ăn nói lung tung cái gì vậy? Cô yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật để giùm cô mà. Nè, thật đó, bộ đơn tiên tử, ta không phải là một người không biết nặng nhẹ đâu. Đại hội bằng đào chỉ do ta nhất thời nông nổi, ta muốn chứng minh cho cô thấy Lữ Động Tân này cũng là một người có tình có nghĩa. Nè, cô không sao chứ? Sắc mặt của cô khó coi quá. Nè, cô đừng có sợ, tôi sẽ không ăn nói lung tung đâu. Mất công cô sẽ bị Dương Mẫu nương nương la nữa đó. Huynh to gan lắm. Huynh có biết Đông Dương Công, Tây Dương Mẫu, Dương Mẫu nương nương tôn quý đến cỡ nào không? Huynh xuất ngôn bất kính như vậy, không sợ bị đánh xuống địa ngục rút hết da gân sao? Ta chỉ cảm thấy hơi hợp với cô nên mới nói thêm vài câu thôi mà. Chứ gì cũng vi phạm thiên điều đắc tội như Dương Mẫu nương nương sao? Ta đang nghĩ kiếp trước của ta đông qua chân nhân gì đó. Chắc chắn không biết đã đắc tội bao nhiêu lần với Dương Mẫu nương nương rồi. Nhưng mà ta đã đắc tội gì với Dương Mẫu nương nương vậy ta? À, ta biết rồi, nhất định là tình, có đúng không? Không đúng. Bây giờ huynh mới nói thì đã quá muộn rồi.
trái tim của ta đã chết rồi, huynh còn nói làm gì nữa? Chết rồi. Nè, bộ đơn tiên tử, cho dù ta có nói sai, con cũng đâu cần phải kích động như vậy chứ. Sao các vị tiên trên này lại kỳ quái như vậy? Cứu tôi với! Lần này còn không bắt được ngươi sao? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Lý Trường Phong, ngươi muốn chết hả? Ta cho ngươi chạy, để coi ngươi có thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay không. Trường Phong đi tìm Tiểu Nhân Sâm sao mà đi lâu quá vậy? Mẹ biết Tiểu Nhân Sâm nghịch ngợm lắm, chắc chắn nó đang chơi trốn tìm với Trường Phong. Chúng ta nấu chè trôi nước trước, đợi chút nữa họ về là có thể ăn được rồi. Nè, con trai của bà, hết lần này tới lần khác làm hại đại sự của ta. Nếu ta không dạy cho hắn một trận, ta không phải là Xuyên Sơn Giáp nữa. Tốt nhất hai người đừng có giở trò với ta, nếu không hai người đừng trách ta đó nghe. Ngài là Xuyên Sơn Giáp sao? Xin lỗi nhà đại gia, đợi Trường Phong trở về tôi nhất định sẽ kêu nó rót trà xin lỗi ngài. Ta biết bà cũng giống như con trai của bà thôi, cũng yêu thương Tiểu Nhân Sâm tinh như vậy thôi. Ta cho bà biết, nếu như hôm nay ta không dạy cho hắn một trận, ta không phải là Xuyên Sơn Giáp nữa. Trên đường cùng chạy trước đi. Lại chạy, 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 chạy. Huyền, nhìn lại mình đi, có phải tự tìm cái chết sao? Đã biết trước dãy của ta có độc mà còn dám cắn ta nữa, đáng chết mà. Tôi xin ngài tha cho cổ đi, tha cho cổ đi. Vì một Tiểu Nhân Sâm tinh mà gây ra nhiều chuyện như vậy. Mẹ bị sao vậy? Trên nương, mắt của nàng. Trường Phong, mau dắt Tiểu Nhân Sâm tinh trốn đi. Tiểu Nhân Sâm đâu rồi? Mẹ đừng lo, con đã giấu Nhân Sâm tinh lên rồi. Mau đưa Trinh Nương trốn nhanh lên đi. Mẹ ơi, Xuân Sơn Giáp hắn, Xuân Sơn Giáp, ta nhất định phải giết chết ngươi. Mẹ, mẹ sao rồi mẹ? Không, không liên quan tới tên yêu quái đó, là mẹ đã cắn hắn trước. Mẹ con biết trong đó có độc. Mẹ, con biết là có người cứu được mẹ. Hai người đừng lo, con biết có người có thể cứu hai người. Mẹ cố lên, bây giờ con sẽ đi tìm hắn. Bây giờ con sẽ đi tìm hắn mà. Mẹ. Hai con. Mẹ. Cũng là Hà Tiên Cô có nghĩa khí đó. Tất cả thần tiên đều trách ta đắc tội với Dương Mẫu Nương Nương, chỉ có cô chạy xuống trần gian với ta thôi. Ta xuống trần gian với huynh là bởi vì đây là lần đầu tiên huynh lên thiên đình. Nếu như huynh ở đây làm loạn gây chuyện, ta sẽ không giúp huynh đâu. Phải. Cô sao vậy? Trường Phong có chuyện rồi. Tại sao mới đây thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? À,
Trinh Nương. Trinh Nương. Trinh Nương. Hai người, hai người mau cứu cổ đi. Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Đấu cuộc hai người muốn cứu hay là không cứu đây? Được, chỉ cần có Đông Hải Minh Châu. Đông Hải Minh Châu. Đúng vậy, Đông Hải Minh Châu của Long Cung Đông Hải. Long Cung ở đâu vậy? Ta sẽ tới đó ngay. Tiểu nhân Xâm Tinh, Tiểu nhân Xâm Tinh thế nào rồi? Nếu không cứu tiểu nhân Xâm Tinh đó thì nó sẽ chết héo mất. Con Trinh nhiều nhất cũng chỉ gượng được có 7 ngày thôi. Chẳng lẽ phải nhường mắt nhìn cổ chết đi như vậy sao? Chúng ta chỉ giao hành sự đi. Một người đi Đông Hải, còn một người cứu tiểu nhân Xâm Tinh. Được, chúng ta đưa tiểu nhân Xâm Tinh lên thiên đình nhờ các tiên hữu giúp đỡ. Quyết định như vậy đi. Bây giờ ta với phu thê Trường Phòng sẽ tới Đông Hải để lấy Đông Hải Minh Châu. Cũng tại ta không tốt, nhưng lúc đầu ta chịu học phép thuật thì đã có thể tới Đông Hải nhanh hơn rồi. Huynh đừng lo, chúng tôi sẽ giúp huynh mà. Ở đây ta có ngũ hành chiến y cho huynh mượn nè, hy vọng dọc đường có thể giúp huynh vượt qua khó khăn. Trường Phong, mà giao tiểu nhân Xâm Tinh ra. Ta không thù không quán với người, ta sao phải hại chết mẹ của ta? Ai kêu bà muốn chết là bà cắn ta trước. Ta phải liều mạng với người. Đừng kích động, Trinh Nương đã đợi huynh cứu đó. Chạy đi, chạy đi, chuẩn quả Long Châu. Quả Long Châu, quả Long Châu. Biết dừng tay lại, chỉ có ta có thể giết Lữ Động Tân thôi. Xem ra kẻ thù của ngươi cũng nhiều quá rồi. Được, ta giao hắn cho bà. Không phải ngươi có hoàng hạt hộ thể sao? Chú cục bà là ai? Tại sao năm lần bảy lượt muốn giết ta? Đợi ta giết ngươi xong rồi, ngươi tới Diêm Vương hỏi tại sao đi. Hết. Đi mau. Trinh Nương, ta nhất định phải tới Đông Hải lấy Minh Châu. Về đây đi cứu nàng. Nàng nhất định phải gắng gượng. Đợi ta trở về. Quyền Thiên Phá Thủy Châu Biến. Tinh lịch thủ Đông Châu. Khắp nơi đều như nhau cả, rốt cuộc phải đi làm sao mới có thể tìm được chỗ cất giữ Minh Châu. Đông Hải Minh Châu viên nào là Đông Hải Minh Châu đây? Ai đó? Yêu quái nào vậy? Yêu quái nào vậy? Tại hạ không phải yêu quái. Tại hạ không phải yêu quái. Ai đang nói vậy? Ai đang nói vậy? Tại hạ Phí Trường Phòng tới Long Cung đây là muốn lấy Đông Hải Minh Châu cứu nương tử tại hạ. Nương tử cái gì? Nương tử là cái gì? Nương tử. Nương tử là gì? Tức là thê tử đó. Thê
Thế tử tại hạ bị độc phát bệnh nặng, xin được lấy Đông Hải Minh Châu. Trường Phong cảm kích vô cùng. Ngươi chính là Đông Hải Minh Châu đây. Ngươi chính là Đông Hải Minh Châu sao? Đúng vậy. Huynh không phải là người xấu. Huynh đi lấy Đông Hải Minh Châu để cứu nương tử huynh thôi. Muội hãy cho huynh toại nguyện đi. Thôi được rồi, huynh cứ lấy muội đi. Được sao? Huynh đa tạ muội trước nha. Ngươi là ai? Dám xông vô Long Cung! Long Dương ra đâu? À, Long Dương. Điều dừng to gan, sao ngươi dám xông vào Long Cung? Ngươi coi chỗ này là chỗ nào hả? Thủy cùng muốn tới là tới sao hả? Ngươi còn dám lấy Đông Hải Minh Châu nữa? Đại Dương à, nhất định phải trừng phạt hắn đó. Thế tử Trường Phong đã bị trúng kịch độc, chỉ có Đông Hải Minh Châu mới có thể cứu được mạng của nàng. Tại hạ không cố ý xông vào Long Cung đâu. Chỉ dựa vào câu nói này của ngươi mà bắt Bổn Dương phải tin ngươi? Ngươi tưởng Bổn Dương là đồ ngốc sao hả? Đại Dương à, theo thằng nghĩ đem hắn đi chém đi, để làm bánh bao thịt ăn đó. Ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi. Công chúa, thần chỉ nói chơi thôi mà. Nói chơi cũng không được. Phụ vương ta là dư tộc, chứ đâu phải yêu tinh. Đúng vậy. Con gái ngoan của ta, con cẩn thận đó nha. Nếu như trứng rồng của con bị bể, con sẽ bị mất mạng đó. Con mặc kệ, con muốn phụ vương thả huynh ấy ra. Huynh ấy là người tốt, huynh ấy nhìn thấy bao giờ quý hiếm cũng không lấy cách, sao là người xấu nữa. Con gái ngoan à, con còn nhỏ chưa biết chuyện đâu, đường đời hiểm ác ha. Ngay cả con, hắn còn muốn khiêng đi nữa, làm sao làm người tốt được. Trời ơi, đúng đó, con người xấu lắm. Họ lấy lưới để bắt đồng loại của chúng ta, lấy móc câu để móc vào đồng bào của chúng ta, còn lấy xiên đâm vào chúng ta, họ xấu lắm đó nghe. Đúng vậy, đúng là một số người rất xấu, nhưng mà cũng có người tốt. Trinh Nương là một trong những số đó. Nàng vừa ra đời đã bị cho là khác cha khác mẹ, nhưng mà ngay cả cơ hội biện bạch cũng không có nữa, chỉ bởi vì nàng là một người câm thôi. Người câm mà ngươi cũng chịu lấy? Ngươi muốn cho Bổn Vương biết ngươi khoan hồng từ bi đến cỡ nào sao hả? Bản tính Trinh Nương hiền lành, nàng không chỉ lo cho mẹ của tại hạ, còn giặt giũ nấu cơm cho tại hạ. Hiền thê như vậy, thà tại hạ hy sinh thân mình cũng phải lấy được Minh Châu. Phụ vương nhắc tới người mẹ quá cố của muội cũng đau lòng lắm. Trường Phong to gan hỏi Long Dương một câu. Nếu như năm xưa có thể cứu được Dương Phi, Long Dương có gì người mà lật sông đổ biển không? Nếu như Long Tam công chúa có chuyện, Long Dương có sốt ruột đau lòng như là Trường Phong không? Cảm động quá đi. Chỉ sợ là ngươi gian trá và muốn chạy tội mà thôi. Đại Dương à, người phàm rất là gian trá. Trường Phong chỉ là thường dân thôi. Nếu như không phải muốn cứu nương tử mình, làm sao tại hạ dám xông vô Long Cung? Chẳng lẽ tại hạ thật sự không sợ chết sao? Phụ Dương, tôi cho huynh ấy mượn đi mà. Được, ngươi muốn mượn Đông Hải Minh Châu không phải không được. Đại Dương, Trường Phong tạ ơn Long Dương. Ê, khoan đã, tạ ta đã. Ta có điều kiện đó. Ta muốn ngươi phải đổi bằng đôi chân của mình.